sáng nữa là đang không chơi. Ồ, con kia vừa xuống cả gác kìa. Mày nhổ mới lạ. Mày cầm liềm đi gặp. Gặp à? Phát máy. Xong rồi anh chồng rồi. Anh ơi. Bây giờ chỗ này trồng nha đam rồi. Anh nhổ gì được? Cỏ. Anh nhổ thôi. Cái cực kỳ dai luôn. Đường về bờ còn xa lắm. Đầu hói hết luôn mày. Vâng, xin giới thiệu đây là cây sầu riêng của anh Chiến. Và toàn bộ là cỏ. Sao em thấy đường về bờ gần tới chưa? Em thấy đứt rồi anh ạ. Đứt rồi hả? Đây, sầu riêng mới thì cỡ này thôi. Nhà đam thì nằm ở trong đám cỏ. Đường về bờ còn xa xa tít rồi kia kìa.